Để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thí điểm xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát giao thông hay phạt nguội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, gần 300 camera tại các cửa ngõ, điểm giao cắt, nút giao có lượng phương tiện lớn và các khu công nghiệp, di tích, nơi công cộng, v.v. đã được lắp đặt. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh, bắt bám mọi chuyển động, phát hiện và chụp hình kèm thông tin biển số xe cũng được áp dụng. Bên cạnh đó, cổng tra cứu thông tin các phương tiện vi phạm với đầy đủ thông số về lỗi, thời gian, địa điểm vi phạm, mức phạt cũng đã được đưa vào vận hành, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Trong tháng 10 năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức thí điểm xử phạt vi phạm giao thông qua camera tại nút giao đường Lý Thái Tổ, huyện Quang. Các cửa ngõ vào thành phố Bắc Ninh như cầu vượt Bồ Sơn, cầu vượt Đại Phúc, cầu Đắp Cầu, cổng chào cạnh Ủy ban Nhân dân phường Vạn An, nút giao tại khu vực cầu Hồ, huyện Tiên Du. Các loại phương tiện bị xử lý gồm ô tô, xe máy, xe mô tô và xe máy điện. Phạm vi xử lý là các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Việc thí điểm triển khai thực hiện xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát là chủ trương đúng đắn, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều hành giao thông, cung cấp hình ảnh video bằng chứng cho việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ một cách trực quan, hiệu quả và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Và gọi thì khi mọi người, các cán bộ hành chính không có mặt ở đây, nhưng mà vẫn có thể nắm bắt được hành vi tham gia giao thông của mọi người như thế nào ạ? Như thế em thấy sẽ tốt hơn cho việc đi lại, tham gia giao thông của mọi người. Ý thức mọi người sẽ trở nên tốt hơn. Tôi là nếu mà nhà nước cứ thực hiện được những cái trường hợp mà vi phạm, mà phạt nguội đến tận nơi, mà phạt ở cái mức độ cho người ta biết sợ, thì tôi nghĩ là cái hiệu quả là nó sẽ thực hiện được. Và dần dần thì người ta sẽ ngấm dần và sẽ đi đến một cái trào lưu là mọi người phải tuân thủ tất cả các quy định giao thông, dù là khi có cảnh sát hay là hình thức phạt nguội thì đều có hiệu quả cả. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông trên địa bàn tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị địa phương, tập trung xây dựng, nhanh chóng đưa trung tâm giám sát và xử lý vi phạm giao thông đi vào hoạt động, đồng thời tích cực tuyên truyền về công tác xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera để nhân dân biết và thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Trước tiên là phải khẳng định rằng là cái chủ trương xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hệ thống camera này, đây nó phải nói là một cái chủ trương đúng đắn, nó phù hợp với thực tiễn. Qua cái công tác xử phạt này, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là sẽ nâng cao cái ý thức chấp hành đối với người tham gia giao thông, xây dựng cái văn hóa giao thông trong nhân dân sẽ được nâng lên. Còn với lực lượng chức năng thì chúng tôi coi đây nó là một cái bước chuyển biến mới trong cái công tác xử phạt, và nhằm mục đích là xây dựng cái lực lượng cảnh sát giao thông ngày một chính quy hiện đại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ tháng 11 năm 2019, chính thức xử phạt vi phạm giao thông qua camera trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan địa phương có liên quan triển khai thực hiện phạt nguội, đảm bảo hiệu quả và thực sự khoa học. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, đồng thời giảm tỷ lệ vi phạm an toàn giao thông đường bộ